Range Rover Evoque quý anh chị, quý hàng ạ. Đây là chiếc Evoque xuất cho thị trường Mỹ, sản xuất vào năm 2014 quý anh chị, quý hàng nhá. Và ở cái đời năm 2014 thì chiếc Evoque nó có một số cái nâng cấp nổi bật. Ví dụ như là hộp số từ 6 cấp nâng cấp lên hộp số 9 cấp. Đấy, cảnh báo vượt, cảnh báo va chạm trên gương. Đó, và hỗ trợ lùi chuồng đã được trang bị trên chiếc xe này. Đó, chiếc xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất hai màu nhá. Đấy, mới lăn bánh có hơn 60.000 km, hơn 60.000 mai. Đang được cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt bán giao dịch quý anh chị quý hàng có hơn 800 thôi. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Và khác biệt hẳn bản cao cấp nhất thì sẽ được trang bị la răng lớn 20 inch quý anh chị quý hàng. La răng lớn 20 inch. Đó. Cái bản Evoque này đó là bản Sport của Range Rover. Đấy, nó phân hai lửa trắng đen nhìn rất là thể thao và cá tính. Các đường gân guốc trên cabo cũng dọc viền thân xe thì rất là khỏe xe quý anh chị quý hàng. Đây này. Mời quý anh chị quý hàng vào tham quan nội thất. Đó. Đây này, ghế chỉnh điện rất nhiều hướng, có bơm lưng ghế và có nhiều ghế ba vị trí, gương kính auto một chạm. Âm thanh thương hiệu loa Meridian mà nhà Range Rover rất là trung thành. Đó. Chiếc này rất đẹp nhá. À, vô lăng tích hợp rất nhiều phím, có sấy vô lăng này. Có sấy vô lăng này, điều khiển giọng nói, kết nối điện thoại, tăng giảm âm lượng, lẫy chuyển số thể thao, đèn và gạt mưa là auto nhá. Chiếc này mới lăn bánh có 62.000 mai nha quý anh chị quý hàng nhá. Chìa khóa thông minh, đè lỗ start top một chạm, màn hình thì là màn hình cảm ứng nhá. Đấy, màn hình cảm ứng, cần số lốm xoay thục thò, điều hòa tự động, ba vùng độc lập. Đấy, 5 chế độ chạy. Rất nhiều tính năng và tiện nghi tiện ích. À, cái bản full này thì sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Đúng nghĩa nguyên một tấm kính. Đấy, nguyên một tấm kính. À, rất tuyệt vời đúng không ạ? Sấy ghế đủ hết nhá. Đấy, sấy ghế đủ hết nha quý anh chị quý hàng nha. Đấy, xe Mỹ. Xe Mỹ thì nó rất là cứng chắc rồi. Tiêu chuẩn nó khắt khe nhọc nhèo hơn. Đây, xuống hàng ghế thứ hai này. Đấy, xuống hàng ghế thứ hai này. Đây mọi người nha. An toàn, tiện nghi, tiện ích thì chiếc này này vô đối luôn. Rất nhiều loa. Loa và túi khí trang bị quanh xe. Đó. Ghế da căng mịn đẹp. Ghế sau cũng có sấy ghế luôn đấy nha quý anh chị quý nhà nhá. Ghế sau cũng có sấy ghế luôn. Thật sự là ngày xưa mua mấy tỷ bạc giờ có 800 triệu là quý anh chị quý nhà có thể sở hữu được chiếc xe này rồi. Mà thiết kế thời thượng vẫn rất là đẹp. Thiết kế luôn luôn là đi trước đoán trước tương lai so với những cái hãng khác. Đây, vây gió thể thao, gạt mưa phía sau, cốp điện. Đó. Tuyệt vời cho quý anh chị quý hàng. Đây dưới này nó còn có cái lốp dự phòng này. Đấy, dưới này có cái lốp dự phòng. Đó. Chiếc này đẹp vô cùng luôn. Đấy. Ngon cho quý anh chị quý hàng. Đấy, loanh quanh khoảng 800 triệu đồng nhá thì quý anh chị quý hàng hãy lựa chọn cho mình chiếc Evoque như thế này. Đó. Em còn một chiếc sản xuất năm 2012 cũng bản Dynamic. Đấy, nhưng mà nó là hộp số 6 cấp thì mời quý anh chị quý hàng vào tham quan luôn. Về bên ngoài thì nó không khác biệt đâu quá nhiều. Chiếc này thì nó có nội nó cũng trang bị tương tự như thế kia, nhưng nó là hộp số 6 cấp nhá quý anh chị quý hàng nhá. Vẫn được trang bị 5 chế độ chạy. Vẫn được trang bị 5 chế độ chạy và nội thất là nội thất đỏ đen nhá. Đấy, nội thất đỏ đen cá tính hơn. Đó. Chiếc này sản xuất năm 2012, lăn bánh được xấp xỉ 10 vạn km. Đấy, máy số khung sườn nguyên zin, không đâm va, không gặp nước. Giá giao dịch bây giờ chỉ có hơn 600 thôi. Rẻ hơn chiếc kia 200. Đó là hai sự lựa chọn cho quý anh chị quý nhà về mẫu Range Rover Evoque phiên bản Dynamic. Quý anh chị quý nhà có nhu cầu quan tâm nhấc máy liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại 0912669955 của anh Tuấn, hoặc qua trực tiếp salon địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội để giao dịch cái chiếc xe đó nhé. Xin được cảm ơn quý anh chị quý nhà đã theo dõi video ạ.